88 này á, đây là hôm trước bạn ấy đua top được con này đây phải đúng không? Đua top được con bàn cổ 4K4 này, Toby top 1. 1988 là hình như là top top 2. Còn cái ác nào nhỉ? Cái ác nào mà vượt trên cái thằng Phong ấy. Cái thằng Phong đầu tiên là 1000 xong là nó không để ý, thế là thằng thằng khác vọt lên nó lấy top ấy nhỉ, thằng thằng được con 4K1 thì quên mất tên nó rồi. Tên ác ấy, quên mất tên nó rồi. À ừ, thằng Lâm Phàm, ok. Nhớ tên phây của nó nhưng mà không không nhớ tên ác của nó. Đây. Thì đây anh em muốn xem 1988 đúng không? TD 1988. Ở đây là một con tiêu dao công thuần túy nha. Ok, đang chơi là bốn ống tính chính thể thân chủ đạo. Giác này nếu như mà đam vào một thằng nào đấy không kháng là đam khá to. Đây còn một món là dòng vót này, thuộc nhánh dòng vót đấy nhưng mà điểm ở mức trung bình. Cái bao tay này chia sẻ luôn với anh em là điểm mắc của nó là 99 100, thể nội ấy nhé, 99 100. Nhưng mà đây cái này thì cũng gọi là cái xét này cũng tương đối là hổ báo cáo chuột đấy, không phải đùa đâu. À, cái áo này. Nhưng mà có một cái điểm thú vị như thế này, đó là mình thì mình không đánh giá cao mấy cái đồ nó dạng dạng như thế này đâu nhé. Kể cả cái đồ là né tránh nội lực, thể lực, thân pháp, hội thủ, tác thủ tính. Cái áo này nhá, đang nói cái áo này. Nói về cái độ thực dụng của nó thì mình vẫn thích những cái áo nó có dòng kháng hơn nhá. Cái kháng mới là cái ăn tiền. Tại vì ví dụ như một thằng ốp một viên kháng, một thằng ốp một viên giảm kháng, bây giờ thêm có thêm khí kháng áo nữa thì tự nhiên mình vượt trên thằng kia. Mà thằng kia nó muốn vượt trên mình ý, thì nó phải ốp tận hai viên giảm kháng, mà hai viên giảm kháng thì nó mất tận hai slot, trong khi đó mình chỉ mất một slot thôi, đúng chưa? Đồng ý là cho vượt lên nhưng mà nó ốp hai slot thì suy ra cái số lượng ngọc kia của nó sẽ bị giảm xuống. Ví dụ như nó bỏ bớt một viên chính xác để ốp giảm kháng, nó bỏ bớt một viên nội công để ốp giảm kháng, nó bỏ bớt một viên gì gì đó để ốp giảm kháng, đúng không? Thế còn bây giờ giả sử như là nó thêm được một slot ấy, thì có phải là chỉ số của nó tăng thêm một chút không? Thì đây là cái vấn đề khi chúng ta mà đi 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 quánh kèo các thứ ấy. Đơn giản như này nhé, nó sẽ có những cái luật chẳng hạn như là kháng không quá 6 viên hoặc không kháng thuộc tính chính đấy. Thì các bạn có những cái áo mà nó có 4 dòng kháng chẳng hạn, hoặc 3 dòng kháng, 2 dòng kháng chẳng hạn, nó sẽ lợi thế hơn chứ. Đấy, có lẽ là cái việc dòng như thế này đồng ý là nó ngon, nó đẹp, nhưng là không đồng nghĩa với việc nó là hiệu quả, không đồng nghĩa. Đấy là theo cá nhân mình thôi. Còn đồng ý là cái như cái áo dòng kiểu này ấy, nó sẽ đắt. Báo danh nhá, từ từ đến phút 59 báo danh vẫn được mà. Bây giờ chưa. Phút 59 báo danh vẫn được. Bây giờ 3 phút bao nhiêu đây? 46 từ. Bắt đầu có hiện tượng giật giật rồi đấy. Lắc lắc đấy. Nói chung đồ này thì mình cũng phải đánh giá là khá ổn. Đấy, nhưng mà chỉ có một điểm phân tích nhỏ đấy anh em, đấy là ví dụ như ông nào mà không có tiền mua những cái món nó như thế này ấy, hoặc là những món nó thuần nội, ví dụ như là nội thủ né tránh thể lực thân pháp, hoặc là né tránh nội lực thể lực thân pháp vân vân đấy, nội thủ các tính, thì các ông dùng những cái dòng nó phiên phiến đi để tôi xem ở đây có thằng nào không nha, để tôi xem nào. Đấy, đây này, đây là mặc dù điểm nó nhỏ thôi nhưng mà nó có dòng kháng ấy kìa, nó sẽ bổ trợ cho cái võ hồn này này. Đấy, võ hồn của nó là có kháng băng, kháng nguyền đấy đúng không? Đấy. Nhưng mà có cái này nó bổ trợ cho thêm một tí nữa. Đấy, ví dụ như ông nào chơi phái tiêu dao ấy thì búp lên nó có thêm cái kháng để bổ trợ cái nữa. Đấy, như rất tôi đánh giá rất cao cái đồ mà nó có dòng kháng này. Mặc dù là giá nó rất rẻ. Ok nha anh em, rồi tham khảo thôi nhé.